đừng đọc về ta đừng nhắc chuyện ta nếu trong lòng ngươi khư khư giữ tín điều vô vị và bất di bất dịch ta là kẻ đạp lên tín điều và giật đổ những bất di bất dịch ta là kẻ sinh lạc nhà sống lạc thời và yêu lạc người giữa những dòng chữ của hậu thế tên ta sẽ đi cùng với những nỗi cô đơn thăm thẳm từ lúc sinh ra cho tới mãi sau này khi danh tính ta chỉ còn lạc lõng trên các trang giấy ta vẫn là kẻ độc hành. Tên ta là Dư. Dưới thời Trần, khi nhắc đến các vị danh tướng, vị tướng kính ngưỡng nhất là Trần Hưng Đạo, nhưng vị tướng khiến người đời tò mò, thích thú nhất lại là Trần Khánh Dư, một danh tướng lắm tài, nhiều tật, văn võ kiêm toàn, một nhà kinh tế học đi trước thời đại, một tài năng nhưng hết sức cao ngạo. Trần Khánh Dư sinh năm 1240, mất năm 1340, hiệu là Nhân Huệ Vương, quê ở Chí Linh, Hải Dương. Ông là con của Thượng tướng Trần Phó Duyệt, cháu nội của Trần Thủ Độ. Trần Khánh Dư là danh tướng văn võ song toàn, đẹp trai, khỏe mạnh, có cá tính mạnh mẽ, đặc biệt hấp dẫn. Đường gươm của Nhân Huệ Vương như tuyết rơi, hoa nở, có thể xông vào đám quân cả ngàn người như vào chỗ không người. Ông đặc biệt thích chơi bời, săn bắn. Những lúc đi săn về, vệ ngồi trên mình ngựa trắng, chú chim ưng lông đỏ mò quặp đậu trên vai là lúc hình ảnh Trần Khánh Dư đẹp đẽ nhất. Ngay từ lần đầu tiên quân Nguyên xâm lược Đại Việt, Trần Khánh Dư lúc đấy mới 16 tuổi, đã dũng cảm tập hợp gia binh, bất ngờ tập kích vào trại giặc, đốt phá lương thảo, xông vào trại ngựa khiến ngựa tháo chạy toán loạn mà quân Trần bắt sống được cả ngàn con. Lớn hơn chút nữa, được giao cho dẹp loạn quân man ở thượng du sông Đà khánh dư đã cưỡi thuyền độc mộc đánh thẳng vào động man chúa khiến giặc phải hàng được vua trần thái tông yêu lắm nhận làm thiên tử nghĩa nam là con nuôi của vua lại được phong tới chức phiêu kỵ tướng quân chức mà chỉ dành cho các hoàng tử về văn chương thì ông đã từng viết lời tựa cho quấn vạn kiếp tông bí truyền thư của hưng đạo vương được hưng đạo vương tấm tắc khen phải nói thật là không tướng nào hiểu sâu sắc được như hắn chỉ cần vài câu mở đầu đã toát lên điều đó. Người giỏi cầm quân thì không cần bày trận. Người giỏi bày trận thì không phải đánh. Người giỏi đánh thì không thua. Người khéo thua thì không chết. Là một danh tướng văn võ song toàn. Vậy mà như người xưa đã nói, quân tử không qua nổi ải mỹ nhân. Trần Khánh Dư đã vướng vào một mối tình đầy ngang trái. Do là con nuôi của vua, ông tự do đi vào cung cấm, trời bời có có cơ hội gặp công chúa trưởng của trai nuôi mình là Thiên Thụy. Hai người yêu nhau từ khi ấy. Nhưng rồi, Hưng Đạo Vương lại xin Thiên Thụy cho con trai mình là Trần Quốc Nghiễn. Vua Trần Thánh Tông để làm đẹp lòng Hưng Đạo Vương đã đồng ý cho Thiên Thụy về vạn kiếp. Mối tình niên thiếu của Thiên Thụy và Trần Khánh Dư chính thức đứt đoạn. Một lần, Trần Khánh Dư về Thăng Long dự yến tiệc, vào nội cung và gặp công chúa Thiên Thụy. Tình cũ khó phai. Trần Khánh Dư và Thiên Thụy đã thông dâm với nhau và bị phát hiện. Trong phiên tòa xử tội ông, Trần Thánh Tông sợ Phật ý hưng đạo vương mà đã phạt tội đánh đến chết. Nhưng Thánh Tông lại ngầm hạ lệnh cho quân lính đánh trúc đầu gông xuống. Nhờ thế mà qua 100 roi, Trần Khánh Dư vẫn sống. Theo luật thời đó, qua 100 roi mà không chết nghĩa là trời tha. Nhờ vậy mà ông đã được miễn tội chết. Tuy nhiên sau đó, ông bị phế chuất bình quyền thu toàn bộ gia sản và phải trở về trí Linh làm nghề bán than. Trần Khánh Dư đã đến với Thiên Thụy Công Chúa trong hoàn cảnh bị cả xã hội phong kiến phê phán. Trong thời đại phong kiến, tự do con người chỉ đẩy về hàng thứ yếu, tình yêu chỉ là mộng ảo khi hôn nhân đều đặt trong vấn đề quốc gia và dòng tộc. Trước Thiên Thụy Công Chúa có Lý Chiêu Hoàng, có Thuận Thiên Công Chúa, đều là những vận đời long đong qua tay người đàn ông này đến người đàn ông khác để phục vụ cho mục đích chính trị. Trần Khánh Dư, Thiên Thụy bị lễ giáo trói buộc phải rời xa nhau, nhưng trái tim của họ vẫn nhìn về nhau. Bất chấp bị ngăn cấm, bất chấp cả một thời đại đè lên tự do cá nhân. Trần Khánh Dư với tính cách bạo liệt của ông đã đến với Thiên Thụy cho bằng được. Hiểu nôm na là ta không có em trong ánh sáng, thì có em trong bóng tối. Trần Khánh Dư đã đi ngược với thời đại, đạp lên những tôn ti thông thường, cười ngạo và lễ nghĩa để tôn vinh lên tự do cá nhân của bản thân ông và tình yêu của ông. Tưởng như mối tình oan trái ấy sẽ khép lại cuộc đời của một vị danh tướng, nhưng lịch sử lại một lần nữa gọi tên Trần Khánh Dư. Năm 1282, vua Trần Nhân Tông mở hội nghị bình than, bàn phương cách chuẩn bị chống quân Nguyên Mông lần hai. Đại Việt sử ký toàn thư chép. Lúc đó, thuyền vua đô ở bến Bình Than, nước chiều rút Gió thổi mạnh, có chiếc thuyền lớn chở than củi. Người lái thuyền đội nón lá, mặc áo ngắn, vua chỉ và bảo quan nhị thần. Người kia chẳng phải là nhân huệ vương đó sao? Lập tức sai người treo thuyền nhỏ đuổi theo. Đến cửa đại than thì kịp, quân hiệu gọi. Ông lái ơi, có hiệu vua triệu. Khánh Dư trả lời, lão là người buôn bán, có việc gì mà phải triệu? Quân hiệu trở về cứ thật mà tâu như thế. Vua bảo Đúng là nhân huệ đấy, tài biết người thường tất không dám nói thế. Vua lại sai nội thị đi gọi. Trần Khánh Dư lúc này mặc áo ngắn, đội nón lá, mặt đầy bụi than. Vua nói, Nam Nhi mà đến nỗi này thì thực là cùng cực rồi. Bèn xuống chiếu tha tội cho ông. Khánh Dư lên thuyền lại tạ, vua ban cho áo ngự, cho ngồi các hàng dưới các vương, trên các công hầu cùng bàn việc nước, nói nhiều điều hợp ý vua. Trần Khánh Dư lúc này được vua phong làm phó đô tướng quân. Một trong ý quyết thắng lợi của có ba lần chống Nguyên Mông là kế vườn không nhà chống. Tại sao lại thực hiện kế vườn không nhà chống để chống quân thù? Thế mạnh của quân Nguyên Mông là tấn công thần tốc trên lưng ngựa. Chiếm đâu cướp đó cung ứng lương thảo cho quân đội. Nhưng địa hình nhiều đôi núi, sông ngòi danh rạch trăng trịt của lãnh thổ Đại Việt là khắc tinh của kỵ binh và lối đánh thần tốc làm nên tên tuổi của Mông Nguyên. Thêm nữa, quân dân trên dưới một lòng thực hiện kế vườn không nhà chống. Nhà Trần thực hiện tiêu thổ kháng chiến khiến quân Nguyên không thể lấy được lương thực từ dân bản địa. Quân Nguyên lại gặp khó khăn về cung ứng lương thực do số quân quá đông. Đại Việt nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ cho đối phương mệt mỏi, suy giảm nhuệ khí, thực hiện chiến tranh du kích, tiêu hao sinh lực địch, rồi tổng tấn công truy kích tất cả các mặt trận, buộc địch phải bỏ chạy. Trong cuộc xuất quân lần thứ ba khác với các cuộc tiến công trước, cùng với hai mũi tiến theo đường bộ từ Quảng Tây và Vân Nam. Lần này, quân Nguyên lập thêm một mũi tiến công bằng thủy binh gồm 600 chiến thuyền, do Ô Mã Nhi, một dũng sĩ quen thủy chiến, cùng Phan Tiếp, Trương Ngọc thống lĩnh xuất phát từ Khâm Châu, vượt biển tiến vào nước ta theo đường sông Bạch Đằng. Đoàn thuyền lương của quân Nguyên do Trương Văn Hổ chỉ huy, gồm 70 chiếc thuyền chở 170.000 thạch lương được đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi đi trước hộ tống từ Khâm Châu, Quảng Đông, Trung Quốc ngày nay theo đường biển Đông Bắc tiến vào Đại Việt. Hưng Đạo Vương giao hết công việc ở bên Thủy cho vân đồn phó tướng là Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư. Khi thủy binh của quân Nguyên đi vào vùng biển nước ta, chúng bị thủy binh ta trận đánh ở Ngọc Sơn, Móng Cái. Nhưng đoàn thuyền của Ô Mã Nhi và Phan Tiếp vẫn tiến được vào cửa An Bang, Quảng Yên. Thủy quân Đại Việt giao chiến với binh thuyền giặc nhưng không đủ sức tiêu diệt chúng. Khi ấy, thủy quân nhà Nguyên đánh Vân Đồn. Được tin thủy quân ta không thắng được giặc, Thượng Hoàng Trần Khánh Tông nổi dậy, lập tức cho Trung Sứ tới Vân Đồn triệu Khánh Dư về Kinh Đô trị tội. Trần Khánh Dư biết rất rõ tội của mình. Ông xin với Trung Sứ, Lấy quân Pháp mà xử, tôi cam chịu tội, nhưng xin khất 2 ba ngày, để mưu lập công rồi về chịu tội búa rìu cũng chưa muộn. Ô Mã Nhi cho rằng thủy quân Đại Việt đã thất bại, đường tiến công của chúng không còn trở ngại gì. Vì vậy, y đốc thúc quân lính tiến thẳng mà không hộ tống đoàn thuyền lương. Mặc dù vừa thua trận và sắp chịu tội, nhưng Trần Khánh Dư vẫn đủ tỉnh táo, kịp thời phát hiện sai lầm nghiêm trọng của Ô Mã Nhi. Ông nhanh chóng chấn chỉnh lực lượng, tổ chức đánh chặn đoàn thuyền lương. Tuy thời gian rất ngắn, nhưng đã kịp thời gian trận, chờ giặc tới để tiêu diệt trương văn hổ cùng quân lính ra sức chống đỡ và cố thúc đoàn thuyền tiến vào đất liền nhưng bị quân ta liên tục tiến công giặc bị chặn đánh nên chặn đường dài hàng chục km đến cửa lục hòn gai thủy binh của ta đổ ra đánh càng ngày càng đông quân giặc không chống đỡ nổi phần bị đắm thuyền phần bị quân ta tiêu diệt chúng đã đổ cả thóc xuống biển hòng thoát thân nhưng không thể phần lớn số quân đã bị tiêu diệt toàn bộ số lưng thảo của giặc bị nhấn chìm quân ta toàn thắng Đại Việt sử ký toàn thư chép, Khánh Dư đánh, giặc bị thua, bắt được lương thực khí giới của giặc nhiều không xiết kẻ, bắt sống quân giặc rất nhiều. Chiến thắng Vân Đồn để lại bài học kinh nghiệm về nghệ thuật chỉ huy trên chiến trường, đó là phán đoán tình huống đúng, kịp thời phát hiện và lợi dụng sai lầm của kẻ địch. Hạ quyết tâm chính xác, khẩn trương triển khai thế trận tiêu diệt địch, giành thắng lợi. Lương Thảo là dạ dày, là niềm hy vọng của quân xâm lược nó quyết định khả năng chiến đấu của quân Nguyên trong suốt cuộc chiến tranh. Chiến thắng Vân Đồn làm lưỡi dao, cắt toàn bộ dạ dày của quân xâm lược, tạo ra tiền đề cho thắng lợi của ta và thất bại của giặc, góp phần quan trọng đẩy nhanh của rút quân của đạo quân xâm lược nhà Nguyên. Việt sử tiêu án của Ngô Thời Sĩ 1775 đã viết, việc đánh lui được giặc ở trong thời trùng hưng, ai cũng khen nhiều về trận thắng ở sông Bạch Đằng của Hưng Đạo nhưng không bằng trận thắng ở Vân Đồn của Khánh Dư. Khác với các quan chỉ sống nhờ bỏng lộc, Trần Khánh Dư lại có tài năng kinh doanh hơn người. Trần Khánh Dư chính là vị tướng đã biết làm thương nghiệp ngay từ khi nhà Trần còn đang mải miết coi trọng nông nghiệp. Chính vì điều này mà nhiều người đã nói vui rằng Trần Khánh Dư chính là ông tổ của giới doanh nhân. Như đã nói ở trên, ông sau khi bị xử tội về vụ án thông dông với thiên thụy công chúa đã trèo thuyền đi bán than một vị thiên tử nghĩa nam giờ đi buôn bán kiếm giá trị lợi nhuận khi chấn giữ vân đồn ngoài việc rèn binh khiển tướng rất quy củ bài bản đâu ra đó thì ông cũng để lại một vụ làm ăn đầy tài tiếng vốn ở gần vân đồn có hương ma lôi chuyên nằm nón rất tốt trần khánh dư đã sai lính mua vét hết lại còn sai lính đặt thêm vài ngàn chiếc nữa rồi mới lệnh rằng để khỏi nhầm với bọn dợ hồ chỉ quân nguyên mông trong lúc giao chiến, nên người vân đồn phải đội nón ma lôi. Hạn trong 3 ngày phải thi hành, ai không có nón sẽ bị phạt rất nặng hoặc đánh bằng đòn roi. Quân lệnh như sơn, lúc đầu mỗi chiếc nón giá chỉ 1, 2 đồng. Lúc nón khan, một chiếc có thể đổi với một xúc lụa. Số lụa đổi ra lên được vài ngàn tấm. Cái câu vân đồn kê khuyển, diệt dai kinh, gà chó vân đồn cũng đều sợ, chính từ đó mà ra ngoài việc nói thác, kính phục uy danh, nhưng thực ra có ý mỉa mai về vụ buôn bán này. Sau chiến tranh, Trần Khánh Dư vẫn chấn thủ tại Vân Đồn, biến nơi đây thành thương cảng lớn nhất Đại Việt và ở vùng Đông Nam Á. Đây cũng là một chiến công hiền hách của nhân Huệ Vương và trở thành người giàu nhất Đại Việt, vàng bạc chất cao như núi. Càng giàu có, Trần Khánh Dư càng ra sức bóc lột nông dân bằng cách tích tụ đất đai cho thuê, làm mướn, Mua rẻ đất của nhân dân để mở trường đua ngựa, Khánh Dư bị dân kiện, sau đó tâu vua. Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ lã? Câu trả lời này làm vua không hài lòng và làm các sử gia sau này đánh giá ông là người không tốt. Trần Khánh Dư, một kẻ tài hoa nhưng không hoàn hảo, một danh tướng độc nhất vô nhị trong lịch sử Việt Nam với những phát ngôn và hành động khác người nhưng là một người coi trọng tự do cá nhân trong thời đại phong kiến một người đạp bằng dư luận mà sống không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ một vị tướng một quý tộc và cả một sự cô đơn trong một mối tình oan nghiệt nhà văn lưu sơn minh khi viết tiểu thuyết trần khánh dư đã mở đầu bằng những câu văn đừng đọc về ta đừng nhắc chuyện ta nếu trong lòng ngươi khư khư những tín điều vô vị và bất di bất dịch ta là kẻ đạp lên tín điều và giật đổ những bất di bất dịch ta là kẻ sinh lạc nhà sống lạc thời và yêu lạc người giữa những dòng chữ của hậu thế tên ta sẽ đi cùng với những nỗi cô đơn thăm thẳm từ lúc sinh ra cho tới mãi sau này khi danh tính ta chỉ còn lạc lõng trên các trang giấy ta vẫn là kẻ độc hành tên ta là dư